Ôi các bạn ơi, VinFast bất ngờ bán lại xe xăng Lux A2.0 với giá mềm hơn. Thông tin này thì trong ngày 1 tháng 6, VinFast Lux A2.0 chạy xăng đã âm thầm xuất hiện trở lại trên trang chủ của hãng và cho phép khách hàng đặt cọc với mức giá thấp hơn đáng kể. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, VinFast đã tuyên bố chính thức ngừng bán xe chạy động cơ đốt để tập trung vào xe điện, trong đó có mẫu sedan Lux A2.0. Tuy nhiên, trong ngày 1 tháng 6 của năm 2023, VinFast Lux A2.0 chạy xăng đã âm thầm xuất hiện trở lại trên trang chủ của hãng và cho phép khách hàng đặt cọc. Theo thông tin trên trang chủ, mẫu sedan chạy bằng động cơ đốt trong của VinFast tiếp tục có 3 phiên bản là tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp như trước. Tuy nhiên, giá bán của mẫu sedan hạng E này có sự thay đổi so với hồi trước khi ngưng bán. Cụ thể là bản tiêu chuẩn có giá là 981 triệu đồng, bản nâng cao là 1 tỷ 048 triệu đồng, bản cao cấp là 1 tỷ 174 triệu đồng. Như vậy, so với mức giá niêm yết dao động từ 1,1 cho đến 1,3 tỷ đồng chưa áp dụng khuyến mại vào thời điểm trước đó, VinFast Lux A hiện có giá rẻ hơn đáng kể. Đây là một thông tin rất là hot nếu với bạn nào mà muốn sở hữu một chiếc xe hạng sang như là VinFast Lux A mà chưa có cơ hội sở hữu, thì đây là một cơ hội không thể tốt hơn, phải không các bạn? Các bạn cho ý kiến bình luận về cái sự kiện này được không? Để dưới phần bình luận nhé các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.